Jack ngày hôm nay sẽ bị ốc và bê Quý Thành tiêu diệt. Thôi thôi ốc ơi, em đừng có mà gáy tí à. Nó bóp cổ mình. Hôm trước ấy, cái đoạn cuối video mình chả bị con mommy long legs nó cắn cho cụt cả đầu rồi. Ừ, rồi. Thế thì không biết là hôm nay mình có thể tiêu diệt được nó không nhỉ? Đúng rồi. Và các bạn ơi, hôm nay anh Bị Cụ Thành và chị Ốc sẽ chơi nốt cái tựa game Poppy Playtime Chapter 2 và tìm cách tiêu diệt mommy long legs. Và bây giờ chúng ta vào chơi luôn nhé các bạn. Ok, nhớ ấn like video, ấn đăng ký kênh giúp chúng mình và hãy xem quảng cáo nhá. Nhớ đợi đến cuối video bởi vì bọn mình sẽ tổ chức một cái mini game để tặng gấu bông mommy long legs cho các bạn đấy. Yeah. Các bạn ơi, ở tập trước thì chúng ta đã đi đến cái đường này và gặp cái con mommy long legs ở đoạn này các bạn ạ. Đây, cái cửa này thì bây giờ đóng rồi, chúng ta không thể quay trở lại được. Vậy là chúng ta sẽ bắt buộc phải gặp mommy long legs một lần nữa để có thể mở được cánh cửa này các bạn ạ. Chuẩn bị tinh thần đi, chuẩn bị đi. Biết là nó xuất hiện rồi nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy đáng sợ không ạ? Đâu? Ôi, chết tiệt Thành ơi, chết tiệt. Nó lấy tay nó giật một cái đường ống ra các bạn ạ. Nó liên tục đấm vào tường và đe dọa mình. Chạy thôi các bạn ạ. Ờ, nó bắt đầu đếm ngược các bạn ạ. Đếm ngược từ 10 trở xuống. Đây là thời gian để chúng ta chạy thoát khỏi nó. Lần trước mình không chạy và bị nó ăn thịt luôn đấy các bạn. Chú, quăn đi. Đâu rồi? Nó có đuổi mình nữa đâu ạ. Nó không ngoan nữa các bạn ạ, không đếm đến 1. May quá. Chắc là mình chạy thoát khỏi nó rồi nên không nghe thấy nữa các bạn. Sao tối này? Đây là một cái như kiểu một cái đường hầm ở dưới và cái chỗ này rất là rộng luôn nhá. Ui, ở đây có một cái poster cảnh báo kìa bên Quý Thành. Cảnh báo nguy hiểm, chúng ta không được đặt bàn tay vào những cái này, không là chúng ta sẽ bị kẹt bàn tay và hỏng bàn tay đó các bạn. Đúng rồi. Nhưng mà cỗ máy đấy đang ở đâu? Chưa thấy cái gì cả. Ở đây có con cat bee này các bạn. Rồi đi một vòng chả thấy cái gì ở đây luôn. Toàn là thùng với cả đồ đạc. Đúng. Kiểu lâu không ai dùng nữa các bạn. Bên này có một cái phòng này. Có cầu thang đi lên này các bạn này. Hết đường đi rồi. Chắc là chúng ta phải đi lên cầu thang được các bạn. Không còn lối đi là cho chúng ta đi nữa. Đây có cái cửa không biết mở được không ta. Không, nhìn cửa. Như là cái cửa đấy bị bịt rồi ấy. Cửa đấy bị bịt rồi, chắc là chúng ta phải chui vào cái lỗ này được các bạn ạ. Chui được thật. Toàn là đường ống nữa các bạn ạ. Đây chắc là đường ống điều hòa, đường ống nước các thứ rất nhiều ông nhỉ. Đúng rồi. Bạn nào mà ở chung cư ấy thì sẽ biết là có những căn phòng mà chỉ để đặt những cái ống thôi ấy nhỉ. Ở tầng hầm để xe chắc các bạn nhìn thấy luôn á. Ui, lại có một đường ống dài, ơi là dài kìa các bạn. Nhưng mà nhìn thấy các bạn này, chỗ này như kiểu có con gì khoét à. Ừ đúng rồi đấy, nó như là một con thì nó đào hang đúng không? Chứ làm gì bình thường xây nhà người ta làm cái lỗ này làm gì đâu. Trời ơi, đây có một cái lỗ. Chắc là phải chui xuống đây rồi các bạn ạ. Anh cứ bị hoảng khi mà nhảy xuống, chưa biết ở bên dưới nó có cái gì. Có gì đâu nhỉ? Ui giời, không có gì, không phải sợ. Ừ nhưng mà em cảm thấy đường ống này nó rất là dài và sâu ấy. Ở trước mặt tối đen luôn các bạn. Nhưng mà trước mặt tối trông sợ thật. Bây giờ mà mommy long legs nó xuất hiện là thôi là giật bắn tim ra ngoài ạ. Sáng rồi. Đâu, sáng đâu. Ý là nhìn thấy điểm cuối rồi thì đỡ sợ hơn ý. Ui, đây là hình của con candy cat này các bạn này. Cái lưỡi nó dài ơi. Cái lưỡi của rất dài và đang quấn vào cái kẹo mút các bạn ạ. Ô, có cái cần gạt kìa Thành. Lại mở ra một cái đường băng truyền các bạn ạ. Giống như kiểu phần 1 ấy nhờ các bạn nhờ. Liệu có con quái vật nào truy đuổi mình ở trong cái đường này không? Em cũng không biết, em thấy sợ lắm. Ủa, chạy nhanh. Con gì đây? Một bức tượng mommy long legs bằng vàng lấy đi về bán sắt vụn. Ai nhầm nhờ, về đến hiệu vàng bán. Không đi được nữa các bạn ạ. Đây có cái lỗ. Ôi rồi. Ui bạn, bác các bạn ơi nhìn nè. Con thỏ Bunzo bị đứt lìa đầu luôn. Nó đã đứt đầu đâu ốc, nó chỉ bị té máu thôi mà. Em bị ám ảnh à? Trời ơi. Ui, lại có cần gạt. Ở đây có cần gạt nhưng mà từ đã. Xem bên này có gì không? Không, mình đi vào từ bên này đúng không? Em cũng không biết đâu. Thế từ để anh kéo cần gạt này. Đây này. Cái này mà chúng ta đặt bàn tay vào đây không cẩn thận là sẽ bị kẹt nát bàn tay đó các bạn. Không phải. Đây không phải giống cỗ máy đấy. Đây chỉ là những hình bánh răng thôi. Anh thấy cái biển cấm ấy kìa. Cái biển cấm ở dưới đấy, nó là hình bánh răng.
Ừ thì nếu mà mình đặt bàn tay vào bánh răng này khi mà nó đang hoạt động thì nó chả nghiền nát bàn tay của mình ra. Em chả biết cái gì cả. Ờ nhỉ. Cái này không mở được các bạn ạ, đây. Đó. Chắc là nó chưa có điện. Không biết được nhưng mà nó hỏng rồi sao các bạn ạ. Thôi chúng ta phải đi sang bên lối bên này thôi. Ồ, mommy biết điều gì là tốt nhất nha các bạn. Điều gì là tốt nhất hả mommy? Đó chính là mày cút đi khỏi đây, đừng có bắt tao nữa. Đó chính là điều tao cảm thấy tốt nhất. Ui, cánh cửa màu nâu này nhìn khá là cổ điển và khác với những cánh cửa khác ở trong cái đường hầm này các bạn ạ. Ờ, ôi các bạn ơi, nhìn xung quanh này toàn là mạng nhện luôn các bạn ạ. Thôi đi vào trong này xem nào. Bỏ hoang lâu rồi đó. Ui, khu nào đây mà lại... Bức tường này hai bên giống như là những bức tường mà làm bằng tôn đấy các bạn, là bằng những cái mái tôn ấy nhỉ. Ờ. Lại có cửa nữa. Staff only, khu vực dành cho nhân viên các bạn ạ. Ôi xong, 3, 4, 4 cái dây, 4 màu luôn. À, chắc là bây giờ mình phải kéo cái này xuống đúng không? Để sửa lại cái này đúng không? Ừ. Oh, đây có cái gì đây? Bánh răng, lại là những cái bánh răng khác thôi. Đấy, những cái cỗ máy bánh răng các bạn ạ. Ơ, nhưng anh có thấy là anh cứ kéo xuống nó lại đẩy lên không? Ờ ha. Anh vừa kéo cái xanh nước biển nó lại đẩy lên rồi kìa. Được rồi các bạn ạ. Được rồi. Ớ? Nó lại bẩn hết lên rồi. Không hiểu kiểu gì nhỉ? Chắc là nó phải có một cái nguyên lý gì đấy các bạn ạ. Để mình kéo thử tất cả các kiểu không? Màu đỏ này. Màu xanh này. Màu xanh này. Màu vàng này. Màu vàng này. Mở được kìa. Và mở. Cái máy bánh răng này giúp chúng ta mở cửa. Ờ đấy. Trời ơi. Nó quay các bạn ạ. Nên là chúng ta không được thò tay vào đây nhá. Không là nó nghiền nát bàn tay của mình đấy. Ờ đi ra đi. Không thì nó lại đóng cửa vào bây giờ. Khu nào đây trông kiểu. Đây là cái gì? Ai biết đấy là cái gì đâu. Bình ga. Ừ. Đi đâu đây ta? Không biết người ta dẫn mình đi đâu đây. Cái đường này á. Đi đâu thì phải đi mới biết được chứ. Chào em. Anh đứng đây từ chiều. Ôi chạy đi Thành ơi. Trời ơi. Chạy đi đâu bây giờ? À, chỉ ra mày chọn cái chết. Xin là xin vĩnh biệt cô. Nó trăng đầy tơ nhện các bạn ạ. Ôi, cái mommy nó ngoét là con nhện là các bạn, nó nhà tơ nhện giống như kiểu con nhện nó trăng tơ để nó bẫy các con mồi các bạn ạ. Không, mommy nó ngoét chỉ là món đồ chơi thôi. Nhưng mà sao cái mạng nhện nó trăng nhanh thế? Ừ nhở. Chắc là nó trăng tơ đấy các bạn ạ. Rồi, bây giờ mà mình đi vào đấy chắc chắn mình sẽ gặp nó. Mà mình chạy ra đây thì cánh cửa này sẽ bị... trăng tơ. Cái mạng nhện nó chặn hết lại mình không chạy được. Có lối nào đi không nhở? Ơ, từ từ. Ơ, đi lên được nè. À, chắc đây là đường thoát đó. Thế làm sao ạ? Anh hiểu đâu bạn. Bây giờ tí là mình chạy quay trở lại đây, mình sẽ đu. Mình sẽ ở trên này để cái con mommy long legs nó không bắt được mình á. Ồ, hóa ra là thế. Chứ mình chạy qua lại đây là mạng nhện nó chặn rồi, chúng ta không thể chạy được nữa các bạn. Rồi. Chuẩn bị đi gặp mẹ chân dài nào. Em che mắt rồi không nhìn thấy gì đâu nha. Ra kia xem anh à. Có giỏi ra đây đi. Ra đây đi. Mày ra tao chạy. Tao chạy luôn. Qua các bạn ơi. Ui, nó vừa chạy nó còn vừa cười ấy. Ui, chạy rồi. Đu lên. Nó đặt chân mình. Nó đang ở dưới chân mình các bạn ạ. Nó đi chưa? Chắc nó đi rồi đấy. Đây này, cái cửa này trăng đầy mạng nhện rồi này. Rồi, đi đâu các bạn ơi. Chắc là... lại đi vào đấy à? Thì còn mỗi đường này đi thôi mà. Anh nghĩ chắc nó bỏ đi rồi các bạn ạ. Nó nghĩ là mình chạy thoát rồi đây. Chắc nó đi tìm mình ở chỗ khác đó các bạn. Ê quá à. Hy vọng không gặp nó ở đây nữa.
Bạn ơi, bạn đừng ở đây nữa nhá. Nó vừa chui thế này xuống các bạn. Không, không, chắc không đâu. Có dây xích ở đây. Ồ, ở đây có một cái xích rất dài này. Lại là một cái cỗ máy nữa các bạn ạ. Cái gì vậy? Đây là những cái nốt để người ta bảo trì cái máy này đó các bạn. À, từ từ để ý này. Cái dây xích này nó đưa lên đây, nó dẫn sang bên này. Ở đây có chỗ lấy điện này, nhưng mà mình lấy điện đâu đây ta? À đây. À đây đây đây. Mình thử đạp đây xem nào. Ui, điện dẫn vào trong cái cánh cửa. Ui, nó là một cái lò. Một cái lò nung các bạn ạ. Ui, lò nung hay là lò nướng nhỉ? Chắc là ở đấy để nướng thịt đấy nhỉ? Biết chứ gì cả đấy mà. Ôi. Ủa, thế mình làm gì trong này đúng không? Đây này. Ờ, chắc là mình phải nung một cái gì đó. Anh trèo lên trên này xem nào. Cái gì đây? Một cái khuôn à? Ờ, đây là một cái khuôn, nhưng mà cái vật ở trong cái khuôn thì không có các bạn ạ. Hay là mình phải cho cái gì vào đây để mình làm nó thành cái bánh răng này? Ừ, mình phải cho cái khuôn của bánh răng vào để nung ra một cái bánh răng khác chăng? Ừ, mình cho vật liệu vào cái khuôn này để nung ra một cái bánh răng, hiểu chưa? Rồi, thế thì lấy cái gì nung? Đây có rất nhiều này, cái này lấy được không ta? Ui, lấy được này! Lấy được! Ủa? Chắc là bỏ đấy hay bỏ vào đây nhỉ? Thử bỏ vào đây xem được không? Không được các bạn ạ. Không được rồi. Chắc là nó ở cái khuôn trên này. Ờ, anh cũng nghĩ thế. Vì bây giờ nó cho mình hoạt động cái lò nung này, chẳng nhẽ không làm cái gì cả. Chắc là chúng ta phải làm cái gì đấy. Thử cho vào đây xem được không? Ui, nó vừa khít luôn các bạn. Khít luôn. Thế bây giờ chúng ta thử nung xem nó thành cái gì nhá. Ờ. Rồi. Nóng quá. Ui, các bạn nổi lửa lên em. Mình đi vào đây chắc mình chết luôn đấy nhỉ ông nhỉ. Đi vào đây xem có món bê quy thành nướng luôn. Đây này, làm được cái này luôn này. Một cái bánh răng à? Đúng rồi, một cái bánh răng. Cái này giống như cái đoạn mà lúc nãy bánh răng nó mở cửa giúp mình ấy, em nhớ không? Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng bây giờ lấy cái bánh răng ấy để làm cái gì? Ở trên này thì không còn gì nữa này. Ở trên này chỉ là cái khuôn để mình nung ra cái bánh răng này thôi này. Để xem xung quanh đây có chỗ nào mà mình đút được cái bánh răng này không. Đây là mình đường mình đi vào này. Không vào. Ồ, kia, cái máy kia nó không có bánh răng. Ờ, đúng rồi, chính là cái máy này các bạn ạ. Bây giờ chúng ta chắc là phải bỏ vào đây rồi. Đấy. Hay quá, trời ơi, hay quá Thành ơi. Bây giờ mình kéo cần gạt này đúng không? Wow, ô máy hoạt động. Nó đã mở ra cho mình cái cửa số 05 này các bạn. Cửa số 05? Chính xác, giống như là một cái ô gió. Ô thông gió, đường hầm thông gió các bạn. Cái gì đây? Fight. Be careful around fire. Tức là hãy cẩn thận xung quanh có lửa đấy các bạn. Lửa. Đây là than. Cũng là khu lò nung có khác các bạn. Thôi chúng ta đi thôi các bạn. Tối thế, ui ui, đây còn bị dỉ hỏng hết cái này đúng không ạ? Ui, Thành ơi, chạy đi đâu bây giờ? Lên nóc nhà đi, à không không, vào lò nung, đóng cửa vào. Ôi, nhanh lên. Ôi, bạn ơi, ơi, đóng cửa bạn về ta. Ôi, anh đã đóng cửa kín đâu, trời ơi. Nhưng mà tưởng nó bỏ đi rồi, không thấy mặt của nó nữa, ai ngờ nó vẫn lao vào. Nó vẫn đang tìm mình ở xung quanh nhà máy. Ui, sợ quá các bạn. Mà từ từ đã, còn một cái đường lúc mình mới đi vào mà sao mình không chạy qua cái đường đấy nhỉ? Thì bây giờ thử chạy xem sao. Mở cửa ra. Rồi, bây giờ mình đi đến cuối hành lang này. Cái đường này chắc chắn chúng ta sẽ gặp mommy long leg các bạn ạ. Ok. Lúc đấy sao mình không chạy qua cái đường này nhỉ ông nhỉ? Hình như cái đường đó bị mạng nhẹ. Thế á? Để anh thử lại lần nữa nhá, xem có bị mạng nhẹ không nhá. Đấy. Chạy đi. Ui mạng nhẹ thật rồi các bạn ơi. Khối lên cầu thang cũng bị mạng nhẹ. Chắc chắn anh phải chạy vào đây. Nó náu đi, sau đấy thì mình thoát ra được. Đóng cửa lại. Ôi, một giây trước khi tèo đời. Ôi, nó mở ra hả?
Nó mở ra, mình bắt buộc phải dùng tay giữ cái cửa các bạn ạ. Ồ, trời ơi, lạ nha các bạn. Là mình phải giữ cửa các bạn ạ, không để nó mở ra, nó mở được cái cửa của mình đó. Ố lên. Ui, nhìn nó lòng hoàng trong kia chết luôn ý. Mạng nhẹ này, đóng hết mạng nhẹ rồi, không chạy được các bạn ạ. Rồi. Kéo giữ. Giữ cửa vào. Giữ cửa các bạn ạ. Đấy. Nó đi vòng quanh cái cửa này luôn. Đi chưa? Khi nào hết nhạc thì mình mới ra. Mở tạm một cánh ra trước xem. À, nó đi rồi các bạn, mày quá. Ôi hồi, đây mạng nhện trắng hết. Đúng là mommy nó lét, hình như là một con nhện sao các bạn. Ơ, cái cửa này lại cho mình đi à? Nhưng mà thôi, mình đi tiếp hành lang này đi. Dưới này là có cái gì mà nó lại đi lên được nhỉ? Nó vừa đứng ở đây nó đợi mình các bạn ạ. Ở khắp nơi đều trang mạng nhện luôn. Cái gì đây? Phần gà thì gà cho nó. Ôi! Ôi trời ơi! Ôi! Ôi trời ơi! Ôi Thành ơi! Chạy đi! Thành ơi! Ôi ôi. Sao quá. Nó đã bóp cổ Bê Quy Thành như thế này này các bạn này. Lại nào các bạn ơi, mình gần kéo cái này phát là nó xuất hiện đây. Đấy, chưa. Chạy thôi. Đi. Nó cười. Con này á, nó kéo sập cả cái phần bê tông của tòa nhà luôn các bạn ơi. Mạnh vậy. Để ý đường nhá ông nhá. Để trái. Để trái. Ui ui. Nó đâm đầu vào bàn tay của nó vậy. Đồ ngu. Kéo cần gạt nào, nó sẽ xuất hiện ra. Thôi, chạy thôi. Chạy thôi, cắm đầu mà chạy. Chạy thôi, đừng nhìn nó làm gì. Nó ngay sau mình thôi các bạn ạ. Chạy đi. Mở cửa. Ui lửa này, ui nó bò lên tường kìa. Nó bò lên các bạn, lửa luôn, thật sự kinh khủng luôn các bạn. Ôi, vào đường ống này. Ui, bàn tay. Ui, bàn tay. Đi thẳng đi. Đu lên đi. Đu lên. Ơi, chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Lại bị chết nhưng mà không bị lọt đi mà rơi xuống vực. Thế mình quẹo bên phải các bạn ạ. Quá mệt mỏi rồi. Nhanh lên. Ok, dễ phải. Phải các bạn ơi. Ôi, anh lại đúng rồi. Phải có đà. Đung đưa, Thành cứ đung đưa ở giữa. Thế là thôi là đến nó. Chắc là cậu mệt lắm rồi. Đúng vậy. Mình thấy mệt mỏi quá. Rồi ôi. Có cần gạt đâu. Ui, tôi có đuổi mình nữa không? Chắc khó đấy, vào đi. Kia là nó à? Không biết, đấy chỉ là hình của nó thôi. Ê, đừng đi được các bạn ạ, chắc là chúng ta chỉ còn cách đi vào cái hành lang này thôi. Có một cánh cửa và đặt bàn tay màu xanh vào để mở hay sao ấy. Không được.
Ui giời ơi, hình vẽ nó mà cứ tưởng nó đang đứng đợi mình ở đấy các bạn ạ. Em đã bảo là hình vẽ thế mà. Anh bị ám ảnh rồi, nó đuổi từ nãy giờ hốt quá. Cửa này sẽ mở. Âm nhạc kiểu gì đấy? Ôi! Ừ. Chạy vào. Ôi, nó chạy tay vào kìa. Con gạt, nhớ không? Đồ ăn hại. Thế là mình phải kéo cần gạt đấy, lúc mà nó kẹt cái tay vào đúng không? Đúng rồi, anh có nhớ lúc trước mình chơi mà có cái cảnh báo là không được đặt tay vào, kiểu nó bị phá hủy cái bàn tay của mình không? Nó đặt tay vào đâu thì là mình lợi dụng cái sơ hở của nó. Trời ơi, không biết. Ui, thấy không chạy được rồi, cứ đứng nhìn, kinh quá. Trời ơi, bây giờ chúng ta sẽ làm lại nha các bạn. Rồi các bạn ơi, chúng ta sẽ đặt bàn tay màu xanh vào đây và nó sẽ chạy. Đấy. Ui, nó đến rồi. Nhưng mà cửa chưa mở. Nó đến rồi kìa. Cửa, mở đi. Không, anh đặt tay vào thế. Ôi. Ôi, mày chết rồi. Mày này. One of you done. You make me part of him. You can't do it. Ui, cái bụng của nó nát bét luôn các bạn ơi. Nát bét luôn rồi các bạn ạ. Ui rồi. Ủa cái gì đấy? Rồi, các bạn ơi, nó đứt. Có một bàn tay đỏ đoát từ trong ra. Để ý không, bàn tay này đang có dây điện. Nó là một cái bàn tay máy. Và rất là nhỏ mắt. Ở đâu rồi? Ôi. Biến mất luôn rồi các bạn ơi. Nó kéo con mommy, xác con mommy long lét biến mất vào trong kia rồi các bạn ạ. Mommy bị đứt từ đoạn này đến dưới này biến mất và chỗ này nó bị nát bét luôn. Ui, thế thì em biết rồi. Nhìn cái chân này giống như là một cái chân nhện. Anh có nghĩ là cái mạng nhện trong nhà máy này là do con này tạo ra không? Và những cái vết cào trên tường á, khéo là do con này các bạn ạ. Thế là chứng tỏ chúng ta còn có phần nữa về cái con quái vật này rồi. Chứng tỏ là Mommy Long Leg này không phải là chùm cuối nha các bạn. Vẫn còn một cái con mà một cái thứ gì đấy rất là đáng sợ. Nhìn nó giống như là bằng robot. Rồi, chúng ta đi tiếp được các bạn. Khu bay 09 hình như có ở trong ảnh trailer rồi các bạn. Mình sẽ tiếp tục đi để thoát khỏi đây. Cuối cùng cũng thoát ra khỏi đây rồi. Mình đã tiêu diệt được Mommy Long Leg rồi nên là chắc là không còn con gì truy đuổi mình nữa đâu các bạn ạ. Đúng. Nhưng mà nó bắt con Poppy thì không biết con Poppy đâu rồi nhỉ? Poppy đâu ta? Chắc là mình phải đi cứu Poppy trước. Thôi cứ đi theo cái hành lang này. Vì dù sao đây cũng là cái đường duy nhất để mình đi được các bạn ạ, không còn đường nào khác. Ui, cẩn thận, phải nhảy nha. Là cái hướng mà tổ tiên mách bảo mình là đi như thế này đấy các bạn. Cầu thang đi rất là cao luôn. Ồ, có một cái đĩa gì đấy này. Xem băng của nó đi. Mã đăng nhập 08052 trong quan hệ thí nghiệm 1006, nguyên mẫu. Một cuộc kiểm tra đã diễn ra trong tuần này, trong đó anh ta gần như vi phạm sự ngăn chặn. Nguyên mẫu dường như đã phá hủy chiếc đồng hồ kỹ thuật số trong phòng và dùng pin của đồng hồ cùng với những thành phần khác để tạo ra một mũi phóng laser. Sau đó anh ta đã bắn vào camera an ninh. Do đó, không thể theo dõi anh ta trong 28,3 giây. Sau khi camera được khôi phục, căn phòng đã trống rỗng. Một chuyên gia giám sát đã vào trong để xác nhận sự biến mất của anh ta. Tuy nhiên, sau khi mở cửa, giám sát viên nhận ra rằng nguyên mẫu đã ẩn náu tại điểm mù của camera và cố gắng trốn thoát qua cánh cửa đang mở. Tuy nhiên, một chuyên gia khác đã khóa cửa từ xa, bất chấp việc những người khác vẫn còn đang ở trong phòng. Một vụ tai nạn đã xảy ra, nguyên mẫu sở hữu trí thông minh chưa từng có, vượt qua tất cả những nguyên mẫu khác, và nguyên mẫu này có thể sẵn sàng dùng bạo lực với bất cứ thứ gì. Do đó, cần đảm bảo rằng sẽ không thực hiện thêm bất kỳ thử nghiệm nào phát triển nguyên mẫu này. Thí nghiệm 1170 với nguyên mẫu là Huggy-Wuggy vẫn là thí nghiệm tối ưu nhất vì Huggy có đủ sự thông minh và biết nghe lời. End of log. Mở cửa ra. Game Station này. Chúng ta đã quay lại khu Game Station.
Thế là đi một vòng quay lại cái khu trò chơi này các bạn ạ. Nhưng mà là đường ở trên mái các bạn ạ. Ờ, không còn là đường dưới đi lên nữa các bạn. Rồi, cho mình đi trên mái để làm gì ta? Không hiểu. Ờ, mình phải, nhưng mình phải đi mới biết được. Ê, cẩn thận. Ờ, có cái phòng gì này? Ô, Poppy. Poppy ơi, ông nhìn không? Poppy bị mạng nhện này. Giữ hết người rồi. Đấy các bạn ơi, không di chuyển được. Nó bị trói bởi mạng nhện nha các bạn. Đấy. Trời ơi, bây giờ là chắc là mình phải cứu nó. Nhưng mà trên đấy có tờ giấy 1, 4, 2, 3. Ô, Poppy ơi. Good. I'll board the train. We need to leave. Poppy nói là bạn đã giết cô ấy rồi à? Cô ấy chính là Mommy Longlegs các bạn ạ. Và Poppy nói là khi mà giết được Mommy Longlegs là rất là tốt. Và bây giờ đã đến lúc chúng ta sẽ phải rời đi. Thôi thế rời đi đâu các bạn ạ. Ở đây làm gì nữa, có ai muốn ở đây đâu. Đúng rồi. Rồi bây giờ làm cách gì để rời đi? Thế này, vào cái đường hầm này xem sao. Rồi đi đâu đây? Tối om, không thấy cái gì rồi. Ôi. Ồ, gì đây? Một căn phòng các bạn ạ. À, cái này để đi xuống đó các bạn. Wow. À, hay là mình rời đi bằng cái con tàu này. Ờ, đúng rồi. Ở kia có một cái cánh cửa được mở ra bởi bàn tay màu xanh kìa. Ờ, hợp lý rồi các bạn ạ. Từ từ anh ngó qua xem bên này có gì không. Đóng tơ nhẹ hết rồi các bạn ạ. Không còn chỗ nào để đi luôn. Thế là chúng ta phải đi lên tàu thật rồi. Và chúng ta sẽ rời khỏi đây bằng con tàu siêu ngầu này. Đúng. Ngầu như đoàn tàu đấy. Thế ta sẽ lên tàu, lên tàu, lên tàu. Người đi đầu là chú lai tàu. Ôi, cái bàn tay của anh. Trời ơi, đến khúc này rồi mà còn bị mắc tay đấy các bạn ơi. Ôi, cái bàn tay của tôi sao lại. Rồi, cuối cùng lấy được bàn tay ra. Cứ tưởng mắc vào đấy thì thôi không đi được tàu đâu. Rồi. Ờ, đây như kiểu một cái mật mã để chúng ta có thể khởi động được cái đoàn tàu này đó các bạn. Ừ, chắc là khi mà mình đang chơi thì Mommy Longlegs có đưa cho mình những cái gợi ý ấy. Thử xem gợi ý xem có thể giúp chúng ta được không. Đúng rồi. Khi mà mình thắng những trò chơi ấy, Mommy Longlegs đã đưa cho mình những cái tờ giấy, chắc là mật mã để khởi động đoàn tàu đó các bạn. Ừ. Đây, tờ số 1 này, số 2 này. Và đây nữa hay sao các bạn ạ? Tờ số 1 là... À, mình sẽ sắp xếp những cái hình như này các bạn ạ. À. Đầu tiên là Bunzo à? Bunzo, xong đến Huggy, xong đến Catby, xong đến Mommy. Ờ, từ từ, hình như còn liên quan tới màu sắc nữa đó các bạn ạ. Ừ, chúng ta sẽ xem tiếp gợi ý về màu sắc. Đỏ vàng, đỏ xanh. Ờ. Đỏ. Rồi. À từ từ. Con thỏ này là đỏ sao chứ? Ừ đúng rồi. Đỏ. Vàng, ok đỏ. Con xanh. Rồi. Rồi. À, mình đổi màu rồi. Bây giờ chúng ta sử dụng cái vòng tròn để đổi vị trí này. Bunzo này. Đây đúng rồi các bạn ạ. Ờ. Và chúng ta sẽ bấm theo thứ tự đó là cái này. 1, 4, 2, 3, 1 này. 4, 2, 3. Ô, được rồi nè. Được rồi các bạn ơi. Rồi, tàu đi chưa? Tàu đi, cần gạt chăng? Ờ, quên kéo cần gạt. Ôi giời, Thành lúc nào cũng quên kéo cần gạt các bạn ạ. Đóng cửa tàu, đóng cửa tàu trước. Sau đó chúng ta mới kéo cần gạt. À. Tàu đi rồi. Tàu đi luôn rồi. Tàu đi luôn rồi. Ê. Ngày này cuối cùng cũng đã đến. Chúng ta đã thoát khỏi cái tòa nhà máy này rồi các bạn ạ. Đi rồi các bạn ơi. Chúng ta đi tàu thoát khỏi đây thôi. Tranh thủ nhìn ngắm mọi thứ đi. Mình sắp thoát khỏi đây rồi. Đúng rồi, sợ gì mấy con quái vật. Ui, mấy con đồ chơi treo lên kìa. Ừ. Bye bye Game Station nha. Bye bye nhà máy Poppy Playtime nha. Mình đi đây. Đường hầm thì mà xa này, điều đi mãi không ra này. Dài thế nhỉ? So scared she put me back in that case. But you saved me. You are perfect. Too perfect to lose. I'm sorry. I can't let you leave. I've never met anyone like you. Do you know how long I've been stuck in that case? Well, too long. I had so much time to think and reflect. Time to
figure out exactly what I would do when free. We'll set things right. Terrible things have happened. But I know that whatever I need you to do, you're capable. We will. What if... Poppy vừa nói gì mình đúng không? Ừ, các bạn ơi, đáng lẽ chúng ta sẽ thoát khỏi cái nhà máy này. Nhưng đến khi cuối cùng nha, Poppy lại quay xe rồi. Nó nói là nó đã chờ quá lâu để có thể thoát khỏi đây để được thả tự do. Và ở trong nhà máy này sẽ có rất nhiều thứ tồi tệ sẽ xảy ra. Và nó chưa từng gặp ai như mình ấy, một người hoàn hảo để giúp nó thực hiện những cái công việc mà nó muốn là mình làm cho nó ấy. Nên là bây giờ mình sẽ không thoát khỏi đây đâu. Ui, tàu của mình đang đi đâu đây? Sao đi tự nhiên đi nhanh thế nhở? Đi kiểu lao xuống một cái gì rất là sâu dưới lòng đất đó các bạn. Ờ. Chứ không phải đi lên nhá. Ui, đèn báo đỏ kìa. Cảnh báo nguy hiểm. Dừng tàu đi Thành ơi. Dừng tàu ở đâu? Không dừng được. Dừng tàu đi, chết rồi. Không dừng được. Ô, dừng rồi nè. Ui, cái phanh nó té lửa luôn các bạn ơi. Ôi, tàu đổ nha, đổ chết cả bây giờ. Rồi sao? Mình ngất xỉu rồi. Ủa, mình bị chết chưa vậy? Chắc là mình ngất thôi, mình tỉnh dậy kìa. Tỉnh dậy rồi. Ở chỗ Playcare. Playcare nữa hả? Lại đi đâu, lại chơi cái gì nữa? Ui, vậy là đã kết thúc chapter 2. Và đây là một cái kết mở để chúng ta đón chờ cái phần tiếp theo. Đó chính là chapter 3 đó các bạn ơi. Đúng rồi, và nó sẽ liên quan đến một cái khu vực mới. Có cái biển chỉ dẫn đến, đó chính là Playcare các bạn ạ. Và lúc đầu mình cứ tưởng Poppy là người tốt, nó muốn đưa mình thoát khỏi đây. Không ngờ cuối cùng nó lại giữ mình ở lại làm gì ở đây không biết. Đúng rồi, mình có cảm giác là Poppy đang muốn lợi dụng mình để làm cho nó những cái mục đích mà nó muốn làm ấy. Chắc chắn nó sẽ liên quan đến cả cái con bàn tay máy nữa. Cái con mà có móng vuốt sắc nhọn đó các bạn, đáng sợ thật. Thôi các bạn ơi, vậy trong video ngày hôm nay tụi mình đã chơi xong cái chapter 2 rồi. Và chúng ta cùng chờ đợi để có phần 3. Khi nó ra mình cũng sẽ chơi luôn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Hi, và bây giờ bọn mình sẽ tổ chức một cái mini game ở trên fanpage của anh Bê Quý Thành nhá. Các bạn sẽ vào một cái đường link có tên là facebook.com/bquythanhofficial. Bọn mình sẽ ghim cái bình luận có chứa đường link này ở dưới phần mô tả của video này nhá. Bọn mình sẽ tặng cho các bạn thú nhồi bông rồng Ender và thú nhồi bông Mommy Longlegs. Có 3 con Mommy Longlegs và 1 con rồng Ender nha các bạn. Bây giờ vào fanpage thì các bạn sẽ ấn vào nút theo dõi. Hãy nhớ theo dõi chúng mình nhá để cập nhật những thông tin mới nhất. Có một bài viết mà mình đã ghi ở đây nè các bạn. Đó là bài viết tặng thú nhồi bông cho các bạn fan. Yeah, và ở đây các bạn sẽ làm theo các bước như chúng mình đã hướng dẫn nhá. Bước 1 là theo dõi và like cái bài viết này. Chúng ta sẽ like bài viết này nè. Đó, và chúng ta sẽ bình luận một con số từ 1 đến 1.000. Con số từ 1 đến 1.000 thì chúng ta chọn ngẫu nhiên thôi. Như mình thì bởi vì mình sinh ngày mùng 9 nên mình sẽ bấm một con số đó chính là con số 9. Và sau đó mình sẽ tag tên của những người bạn của mình vào đó. Mình sẽ tag như thế này nhé các bạn. Đó, mình sẽ ấn A cộng này và chúng ta hãy tag 3 người bạn bất kỳ hoặc là 3 người bạn thân thiết nhất của các bạn nhé. Ok, sau đó thì chúng ta sẽ chờ đợi kết quả. Chúng mình sẽ quay số ngẫu nhiên và công bố kết quả ở trên kênh YouTube Bê Quý Thành TV. Các bạn hãy nhớ chờ đón nha. Ở video sau nha các bạn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Nhớ chơi game nhá. Bye bye.